Hello, em xin kính chào tất cả quý vị, quý chị và các bạn nhé. Hôm nay em có một số cái sản phẩm là loa karaoke, xin muốn được giới thiệu đến quý vị. Tại vì cái loa của em thì nó có một số cái chức năng gọi là rất là vượt trội so với những cái hãng loa khác. Đấy, nhưng mà muốn giới thiệu với quý vị là một cái dòng sản phẩm này là gọi là cái phòng thu di động đấy quý vị ạ. À, đây là một cái phòng thu di động nha quý vị. Mà nói cho nó phòng thu di động nó sang thôi chứ thực sự ra nó rất là rẻ, rẻ bèo luôn nha quý vị. Đấy, nên muốn giới thiệu đến quý vị những cái sản phẩm này. Đây thì em sẽ cho quý vị xem ha, một vài cái dòng sản phẩm của bên em đang sản xuất hiện nay nhá, sản xuất tại Việt Nam nha quý vị. Đây là sản phẩm Made in Việt Nam. Đấy, quý vị thấy cái loa này, cái loa mà cao này ha. Loa này là loa Lan QT nhá, Lan QT tức là Lan QT đấy. À, đây là một thiết bị mà tích hợp trong này có cả gọi là chức năng thu âm nha quý vị. Quý vị có thể là hát karaoke và thu âm. À, chúng ta nếu mà ai có đam mê ca nhạc và có những cái bài nào mà chúng ta thích á, ha, chúng ta có thể là thu âm cho mình một cái bản thu, một cái clip, video clip, ra một cái video clip thì chỉ cần quay phim lên thế này thôi quý vị, quay video bằng điện thoại thôi. Xong rồi chúng ta cắm cái dây thu vào ha. Cắm dây thu thì ở đây em có cái dây thu như thế này thôi. Đây, chỉ cần cái dây này thôi, cái dây này thì cắm được cả máy Apple và cả máy Samsung nha quý vị, tức là các những cái loại máy smartphone thì dường như là đều xài được hết ha. À, đấy thì xin giới thiệu với quý vị là cái loa này, nó chỉ là cái loa lớn nha quý vị, là nó có chức năng thu luôn, là nó chỉ là 5 triệu nha, tổng cộng 5 triệu một cái phòng thu di động. Mà cái gỗ này là cái thùng này nha, chúng em làm bằng gỗ nha quý vị, gỗ và đã xử lý rồi, xử lý mối mọt và đã sơn một những cái lớp sơn rất là dày ha, rẻ chống chảy luôn nha. Còn cái mặt trước này là bằng thép ha, bằng thép là đã sơn, tụi em sơn tĩnh điện nha quý vị. Đây quý vị xem này, này cái nước sơn này sơn tĩnh điện nha, nhúng sơn hấp luôn nha, chứ không phải là sơn như người ta mà xịt đâu nha, không phải sơn xịt. Ở dưới thì có bánh xe luôn nha quý vị, quý vị có thể kéo ha. Thì cái sản phẩm này là chúng ta gọi là một cái phòng thu di động ha, phòng thu di động chúng ta có thể kéo đi chơi bất cứ đâu nha, và có thể thu âm được luôn nha, thu âm ra MV, ra clip để mà làm kỷ niệm ha. Và chúng ta có thể là kiếm tiền luôn nha, up YouTube để kiếm tiền luôn nha. Còn nếu mà quý vị nào mà không thích thu đó, mà muốn gọi là đầu tư giá tiền ít thôi, thì đây cái sản phẩm này của em thì cái giá nó chỉ có hơn 2 triệu nha quý vị. Đây là một cái loa, cũng là một cái loa loa xách tay, hơn 2 triệu thôi, nhưng mà hát trong gia đình là thoải mái luôn nha quý vị. À, hát là cả xóm nghe luôn á, vậy cho nó đập đã lắm nha, đập mạnh lắm. À, còn cái loa này thì khỏi chê rồi, đấy thì thu âm luôn. Còn nếu quý vị muốn có một cái loa mà nó chuyên nghiệp hơn nữa nha, hơn một chút nữa là cái loa này, giới thiệu quý vị là cái loa này thì nó còn dữ hơn nữa nha quý vị. Cái loa này thì nó nặng lắm, thấy vậy thôi chứ còn này nó cao khoảng 80 nha quý vị, và nó nặng đến khoảng là đến 40 kg đó, 40 kg vác là lật đật luôn. Nhưng mà cái là nó có bánh xe nha quý vị, quý vị có thể bánh xe. Và ở đây thì chủ em tích hợp cho loa này, tích hợp cho khoảng là nó có 10 hơn khoảng 10 cái nút nha quý vị, 10 cái nút để mà chỉnh nha, và nó có cái chức năng remote luôn để mà làm cho cái giọng ca của chúng ta đó, nó cân chỉnh cái giọng ca của chúng ta trở nên rất là dày, rất là ấm nha quý vị. Đây thì cái bên mà điều chỉnh về cái phần mic ấy, là nó riêng nha, là nó có vốn, nó có 6 cái nút để mà chỉnh về cái mic không nha quý vị, cái là cái micro đó. Còn 4 cái nút trên này là chỉnh âm thanh ha. Và cái loa này nó có cầu chì luôn nha quý vị. Nếu quý vị mà cắm điện mà nó không ổn định mà nó có bị trục trặc, nó có thể là đứt cầu chì luôn nha. Đứt cầu chì chúng ta thay cầu chì thôi, nó không có làm hư ha, nó không có làm hỏng đến cái men. Đấy, và nói đến cái men thì cái loa của bọn em nha quý vị là nếu mà hư men thì tụi em thay men mới cho quý vị luôn nha, bảo hành 1 năm, hư bình thì thay bình luôn nha. À, và quý vị thấy là em đang đấu một cái đường dây out ra này, cái này là để mà thu âm nha, nó qua một cái sao cạc để mà thu nha. Thì như cái thiết bị này thì đây là cái mã là LA115 LX, thì cái này thì nó hết là 7 triệu nha quý vị. 7 triệu là chúng ta có được một cái phòng thu di động mà phải nói là rất là hầm hố nha quý vị, to khỏe nặng lắm, nặng chà bá luôn. Còn trên này thì quý vị có thể để đồ trên này cả trăm ký được nha, tại vì đây là làm bằng ván rất là dày ha, tụi em là làm bằng ván rất dày nha quý vị. Đây quý vị thấy mẫu mã đó nè, đấy. Còn cái mặt trước là bằng thép, bằng thép sơn tĩnh điện nha quý vị. Đấy, đấy thì hàng này là sản xuất tại Việt Nam nha, Made in Việt Nam. Đây thì ở trên cái vỏ thùng của nó thì nó có kích thước hết á, nha. Đây thì em quý vị xem đây, chẳng hạn như cái loa này em giới thiệu là loa 5 triệu á, đây, Made in Việt Nam nha, được bảo hành 1 năm nha quý vị. Loa 5 triệu là cái loa L268 nha quý vị ha. À, đấy, còn cái loa mà 7 triệu là loa L115 LX.
Đấy thì tụi em nó có rất nhiều dòng nha quý vị, tại vì em đang để ngoài cửa hàng không có cái gọi là không có ở nhà chật quá không có đem về nha, thì giới thiệu với quý vị một vài cái sản phẩm tiêu biểu này thôi, rất rẻ tiền ha. Còn nếu mà quý vị có muốn những cái loại loa mà cực đại hát sự kiện tổ chức coi như là nhạc ngoài trời á, thì nó đều có luôn nha, nhưng mà nó cũng không quá mắc đâu nha quý vị. Cái loa mà thứ dự của bên em nó chỉ có khoảng là tầm dưới 20 triệu nha, tầm 20 triệu, dưới 20 triệu là có tích hợp màn hình luôn, ngon lành luôn nha, và thu âm ngon lành luôn, và hát ngoài sự kiện nha, đập coi như là banh nóc nhà lầu luôn. Đấy thì đây bây giờ em thử cho quý vị để thu cho quý vị nghe xem một bản nhạc ha, xem nó có giống như là trong phòng thu không. Nhưng mà phòng thu thì nó phải xử lý qua cái kỹ thuật mix nhạc đó nha quý vị, và cũng không dễ gì mà nó ra được một cái bản nhạc mà nó hòa quyện giữa coi như là nhạc và loại như là cái loa của bọn em đâu nha quý vị. Cái loa này em là cái người mà cũng đam mê nhạc lắm, nhưng mà em chơi em thấy là đây là một cái thiết bị rất là thần kỳ nha quý vị, rất là thần kỳ luôn nha. Đây bây giờ em sẽ cắm vào, em cắm cái dây loa này, cắm cái dây thu vào này, quý vị thấy không? Em cắm cái dây thu vào này để cho quý vị xem em thu luôn nhá, chỉ có một coi như chỉ có một phát cắm thôi, một dây thôi là cắm là thu luôn đó. Ok rồi. Đây, không biết quý vị có thấy em không? Đây thì đây bây giờ em sẽ mở lên em thu một bài nhạc cho quý vị nghe thử nhá. Xem là cái chất lượng âm thanh như thế nào. Đấy quý vị thấy là cái loa của tụi em nó được cái là quý vị có mở maximum nhá thì nó cũng không bao giờ rú rè. Không bao giờ hú nhá, mà để gần lắm quý vị, loa cách em nó chưa tới 1 mét nhưng mà không có bao giờ mà nghe thấy tiếng hú, không có tiếng hú và không có tiếng rè. Đấy và coi như là chống rung, chống va đập ha. Chống nước luôn nha quý vị. Nhưng mà quý vị đừng có cố tình nhả rưới nước lên là được rồi. Chống coi như rất nhiều thứ luôn. Và phải nói loa chất lượng rất cao nha, bảo hành 1 năm nha quý vị. Và bán giao hàng trên toàn quốc nha. Và mong quý vị ủng hộ cho em một quả loa để mà chơi Tết nha. Ai mà ít tiền thì chơi cái quả loa nhỏ này thì nó chỉ có dưới hạ, quên nó hơn 2 triệu nha. Hơn 2 triệu thôi. Còn quả loa này thì là 5 triệu ha, 5 triệu. 5 triệu chẵn nha, là coi như là một cái phòng thu di động. Còn quý vị nào muốn nâng cấp hơn, bây giờ em sẽ thu cái loa 7 triệu cho quý vị nghe nhé. Đây là cái loa 7 triệu. Mời quý vị nghe. Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ân bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoại cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mai sau trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say hồn thơ. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, làm hoa gió mật cho đời. Chắc chắn chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi? Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chim khuất trong mưa, mưa bay dạt dào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em
và màu mặt biếc suối hẹn hò trắng xanh đâu no. Quý vị nghe giọng ca có nó có ấm không quý vị? Cái ấm và độ vang độ dày đó là do cái chức năng của reverb nha quý vị. Reverb nó hỗ trợ rất nhiều ha. Reverb và repeat và cái gọi là echo á, echo và delay nha quý vị. Đó là bốn cái chức năng để mà tạo lên cái giọng ca của chúng ta nó dày, nó ấm và nó có chiều sâu nha quý vị. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, soi cảnh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó. Tháng ngày là men say hôn thơ, tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rót mật cho đời. Chặt chắn chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi? Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chim quất trong mưa, mưa bay giạt rào. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mặt biếc suối hẹn hò trắng xanh đâu no. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mặt biếc suối hẹn hò trắng xanh đâu no. Quý vị vừa nghe ca khúc Lệ Đá, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tình. Trời ơi, hát dở ẹc mà cho em 100 điểm thôi quý vị ơi. Cảm ơn mọi người nhé. Để em hát thêm một ca khúc nữa đi, để xem là cái beat vừa rồi là beat guitar nha quý vị. Em sẽ hát thêm một ca khúc mà gọi là có cái dàn nhạc đầy đủ nhé, để chúng ta nghe xem, chúng ta xem nhạc trống nhạc bát xem nó như thế nào. Để hát gửi tặng đến quý vị ca khúc gì đấy quý vị ơi. Em hát bài Một Mai Dã Từ Vũ Khí nha quý vị. Sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh, ca khúc Một Mai Dã Từ Vũ Khí. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chính chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng với lũy hào sâu, lỗ châu mai với những địa lỗi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đạn này khi sạch ngỡ sống núi rồi, anh trở về quê
trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào, vui cùng ruộng nứa cùng đàn trâu, với cây đa khom chúc hàng cầu, có con đê có chiếc cầu tre, đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thăm mỗi tình quê, có con trâu có nương dâu, trên đường này mơ ước bao lâu. Quý vị, quý chị và các bạn đang nghe ca khúc Dã Từ Vũ Khí, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh. Nhạc sĩ Ngân Khánh quý vị ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình nhé. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thăm mỗi tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thăm mỗi tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này. Mơ ước bao lâu. Nào quý vị thấy ok không quý vị ơi? Quý vị cảm nhận như thế nào về một giọng ca cây nhà lá vườn?
Tuy là em hát rất là bèo thôi, nhưng mà do là cái loa này, quý vị, cái loa đã được tích hợp rất nhiều những cái hiệu ứng nha, cái hiệu ứng để mà hỗ trợ cho cái giọng ca chúng ta. Nó thêm dày hơn, nó vang hơn và nó có chiều sâu nha quý vị, tức là vang xa, nó vang rất là xa. Và nó có cái chức năng của reverb đó, nó làm cho cái giọng hát của chúng ta nó được ấm hơn và nó quện hơn. Và cái chức năng của delay là nó làm cho cái giọng của chúng ta nó vang xa hơn. À, chức năng của echo nó làm cho cái giọng hát của chúng ta nó trở nên dày vang và nó hòa quyện. Và chức năng của repeat đó quý vị, repeat thì nó cho chúng ta coi như là nó trộn với cái nhạc nhạc beat. À, đấy cho nên mà tất cả những cái chức năng mà cái là karaoke gọi là cái phòng thu di động của chúng em nó được tích hợp trên một cái loa này, tức là đầy đủ chức năng. Và nếu mà ai mà mua loa thì em sẽ hỗ trợ cho quý vị một cái gọi là một cái USB quý vị. Nó chứa khoảng chừng là 20 GB nhạc beat quý vị, để mà quý vị có thể hát hàng gần 1000 bài hát nha. Quý vị có thể là hát xả láng, hát coi như là bát ngát trời mây, hát không giới hạn. Và cái này quý vị cũng thu không giới hạn nha quý vị. Nếu quý vị có đủ sức và có đủ coi như là cái máy của quý vị có đủ dung lượng để chứa, kể cả là quý vị có thể mua thêm 3-4 cái ổ cứng, mỗi cái ổ cứng 1000 GB hoặc là 2000 GB, 3000 GB nha. Quý vị có thể là thâu đêm suốt sáng và suốt ngày suốt đêm, và hết ngày này sang tháng nọ và hết năm này sang năm nọ nha. Không bao giờ giới hạn, và quý vị cứ thế mà quý vị thu thôi, quý vị mặc sức mà gọi là thỏa thích, để mà gọi là thể hiện tỏa sáng cái niềm đam mê ca hát của mình nha. Và quý vị có thể kiếm được tiền trên những cái gọi là mỗi khi mà quý vị rảnh rỗi, quý vị hát được một cái clip mà chuẩn chu nha, với những cái giọng ca mà gọi là nó cũng có thể mà hấp dẫn người nghe ha. Đấy thì quý vị có thể kiếm tiền được là khi quý vị up những cái clip đó, cái MV đó của các bạn, chính các bạn làm ra sản phẩm của chính các bạn, và quý vị có thể là thu hút được người xem. Đấy thì quý vị có thể kiếm tiền được trên những cái clip này nha quý vị, vừa hát giải trí mà vừa kiếm tiền nha. Tại vì những cái beat của em đây là những cái beat siêu tầm nha quý vị, nó ít khi mà nó bị gọi là bị bản quyền. Đấy là những cái beat này gọi là những beat gọi là mây trôi lang thang thôi, gọi là beat đàn organ này, beat đàn piano này, rồi beat đàn guitar này. Đấy tuy là hơi khó hát một tí. Đấy như quý vị vừa nghe đấy, em hát đó là những cái beat gọi là rất là bọt bèo thôi, nhưng mà do là cái loa của em nó hỗ trợ rất tốt. Đấy cho nên mà quý vị nghe nó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu quý vị ha. Thôi thì cái chương trình giới thiệu sản phẩm của em đến đây là hết. Mong quý vị có thể là ủng hộ mua cho em một cái gọi là một quả loa đi. Một cái phòng thu di động nha quý vị, rất rẻ nha. Cái quả này thì chỉ có 5 triệu. Còn cái quả mà em vừa hát đó là nó 7 triệu. Quả này thì mai em sẽ test cho quý vị nha. Tại vì hôm nay em hết thời gian rồi. Mai em test cho quý vị nghe cái quả này xem là âm thanh nó có chênh lệch nhiều không ha. Em nghĩ là cũng không chênh lệch ha, không chênh lệch mấy đâu. Và những cái quả này quý vị có thể là đem ra ngoài luôn nha, quý vị hát ngoài trời được luôn nha. Cái hồi nãy là em mới vặn coi là mới có 45% công suất thôi nha. Còn nếu quý vị mà vặn lên đến khoảng 70-80 thì thôi, nó đập là banh nóc nhà lầu luôn đó quý vị. Nó mạnh lắm, cái loa của em nó mạnh lắm ha. Và tụi em làm chắc lắm nha quý vị, nên bảo hành với quý vị là một năm. Còn cái vỏ của nó thì quý vị xài rất là có thể là bao nhiêu năm nó cũng không hư đâu quý vị, tại vì là đã xử lý về mối bọt rồi. Còn ở ngoài thì cũng có những cái lớp sơn chống chày rồi, sơn lót rồi, sơn chống chày đấy. Và ở trong thì có phần cách âm nha, nên mà làm rất tốt. Một cái loa mà nó có cao, chiều cao nó khoảng 80 phân thôi, nhưng mà quý vị phải hai người khiêng như quý vị nặng lắm đấy. Là phải nói là chất lượng loa là cực kỳ, quý vị phải nói là quý vị yên tâm nha, quý vị không có lo về cái phần chất lượng đâu. Và em bán thì em có bảo hành nha quý vị, bảo hành sản phẩm. Thì nếu mà ai có muốn mua sản phẩm thì có thể là gửi cái số điện thoại trên cái comment của em đó quý vị. Không thì chỉ cần là nói em là các bạn có nhu cầu đặt hàng thôi. Thì để mai mốt để em đưa cái số điện thoại Zalo của em nha, lên trên kênh luôn để quý vị có cái số Zalo đấy quý vị gọi nha, gọi trực tiếp luôn. Còn quý vị chỉ cần nếu mà đặt hàng thì quý vị chỉ nói là quý vị có nhu cầu mua cái loa như thế nào, nó khoảng bao nhiêu tiền. Em sẽ tư vấn cho quý vị nha. Em sẽ tư vấn bằng comment xong rồi em sẽ gửi số điện thoại của em cho quý vị. Rồi chúng ta sẽ gọi là trao đổi thêm nha quý vị. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chương trình của em đến đây là kết thúc. Đến mai quý vị có thể là đón xem em sẽ test cái quả loa này nha. Cái quả loa 5 triệu, một phòng thu di động của 5 triệu nha quý vị. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.